phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn kết nối cái loa Bluetooth với lại cái máy tính của bạn. Đối với những bạn xài máy tính là laptop Win 10 nha, thì để kết nối được với cái loa Bluetooth này dễ dàng á, thì các bạn phải biết được tên của cái thiết bị loa Bluetooth này. Đầu tiên là các bạn phải biết được tên nó. Thì như của mình ở đây là thiết bị này có tên là Fender VK8 nha. Còn sau đó thì các bạn sẽ bật cái loa Bluetooth này lên. Và các bạn phải chắc chắn rằng là cái thiết bị loa Bluetooth này của bạn nó không có kết nối với lại cái thiết bị Bluetooth nào khác. Có nghĩa là nó sẽ không kết nối với điện thoại hoặc là với bất kỳ một cái thiết bị Bluetooth nào nữa khác, chẳng hạn như có thể là TV chẳng hạn. Đó, thì các bạn phải thoát hết ra trước khi mà các bạn kết nối với laptop thì các bạn mới có thể làm thành công được nha. Rồi, xong sau đó thì các bạn sẽ bật nguồn và của cái thiết bị loa Bluetooth này lên. Tiếp theo là các bạn sẽ vào máy tính để mà các bạn bật cái Bluetooth và các bạn kết nối với cái loa này. Để bật Bluetooth ở trên Win 10 thì các bạn sẽ chạm vào cái cửa sổ Windows ở phía dưới góc bên trái màn hình laptop của bạn nè, hoặc là máy tính của bạn nè, bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào cái biểu tượng setting cài đặt nè, các bạn nhấn vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ chạm vào cái mục đó là device nè, các bạn nhấn vào đây. Rồi, thì ở đây có cái chữ Bluetooth nè, các bạn nhớ bật on nó lên nha, bạn nhấn vào đây, bật on nó lên. Rồi, xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là, xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào chữ là Add Bluetooth or Other Device nè, các bạn nhấn vào đây. Rồi, xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là Bluetooth nè, các bạn nhấn vào đây. Rồi, xong sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ hiển thị ra cho mình những cái thiết bị mà mình Bluetooth mà mình có thể kết nối. Và mình nói là các bạn hãy nhớ tên của cái thiết bị đó thì các bạn sẽ kết nối nó dễ hơn. Thì ở đây mình kết nối với cái loa Bluetooth của mình có tên là Fender VK8 nè. Mình chỉ việc nhấn vào đây thôi. Rồi nó đang hiển thị là connecting nè. Và nó đã kết nối được. Rồi dừng lại ở đây một chút xíu. Thì đối với những bạn mà xài laptop á, thì nó có hỗ trợ sẵn cái kết nối Bluetooth. Còn đối với những bạn mà xài máy tính bàn á, thì nó các bạn đòi hỏi là các bạn phải có thêm một cái thiết bị thu Bluetooth thì các bạn mới có thể kết nối với cái loa Bluetooth được nha. Và cái thiết bị mà thu Bluetooth này thì có giá nó cũng không có cao lắm. Và mình có để lại cái đường link ở trong cái phần mô tả của video này, hoặc là các bạn có thể xem ở phần bình luận của video này, mình có để lại cái đường link để cho các bạn tiện để mà các bạn mua cái thiết bị này về để các bạn gắn vào trong cái máy tính bảng của bạn. Thì các bạn làm theo cách này của mình thì các bạn có thể là kết nối được với lại cái loa Bluetooth của bạn nha. Rồi như vậy là mình đã kết nối được cái máy tính của mình với loa Bluetooth. Và bây giờ nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.